sau khi leo lên mức giá cao nhất trong khoảng 7 tháng qua vào hồi đầu tuần trước và kéo giảm chênh lệch khá lớn so với thế giới, giá vàng trong nước đầu tuần này đã dịu lại sau khi ngân hàng nhà nước tái khẳng định luôn sẵn sàng và có đủ lượng vàng để bán ra can thiệp thị trường sau khi giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại những ngày cuối tuần qua và đạt mức cao hơn giá thế giới hơn 4 triệu đồng một lượng. Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú đã khẳng định, nếu thị trường giá vàng vẫn có những dao động, cơ quan này luôn sẵn sàng và có đủ lượng vàng bán ra, có thể can thiệp trên quy mô lớn khi cần thiết để đảm bảo ổn định thị trường vàng trong nước. Hiện tại các phân tích của ngân hàng nhà nước vẫn cho thấy giá vàng trong nước biến động mạnh những tuần gần đây, chủ yếu do yếu tố tâm lý và có thể đã có các yếu tố đầu cơ làm giá hoặc kích động tâm lý để giá vàng lên cao. Giá vàng SJC tính đến chiều ngày 26 tháng 5 được niêm yết ở mức 36,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 36,72 triệu đồng một lượng ở phía bán ra. Ở cùng thời điểm, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 1.291 đô la Mỹ một ounce. Tính ra, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn thế giới khoảng 3,6 triệu đồng một lượng. Mức chênh lệch này đã thu hẹp đáng kể so với khoảng cách hơn 4 triệu đồng một lượng hồi tuần trước.